Croatia với tỷ số 1-0 trong một trận cầu rất kịch tính. Bước vào hiệp phụ và cuối trận là một loạt những thẻ phạt được rút ra. Nhưng để làm được điều đó, chúng ta phải vượt qua một U23 Malaysia cũng rất mạnh mẽ, kiên cường và đã từng đánh bại Thái Lan ở vòng bảng. Hôm nay cũng giống như hôm qua, cũng giống như hôm kia và cũng giống như rất nhiều ngày gần đây, thì các vận động viên Việt Nam thi đấu tại SEA Games 31 đều đang nhận được sự cổ vũ cực kỳ cuồng nhiệt của các cổ động viên ở trên khán đài. Và ngày hôm nay cũng vậy, chúng ta đang nhìn thấy một rừng cờ đỏ sao vàng ngập tràn trên khán đài tại sân Việt Trì Phú Thọ để cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo trong cuộc so tài ngày hôm nay với U23 Malaysia. Trận bán kết ở một kỳ SEA Games thứ hai liên tiếp đối với Đỗ Hùng Dũng, đối với Nguyễn Hoàng Đức, với Nguyễn Tiến Linh và Nguyễn Văn Toản. Còn lại sẽ là những cầu thủ được lần đầu tiên trải nghiệm bầu không khí của một trận bán kết SEA Games. Nguyễn Văn Toản có kỳ SEA Games thứ hai liên tiếp. Cách đây 3 năm thì anh là một thành viên quan trọng để giúp cho đội tuyển U23 Việt Nam giành được tấm huy chương vàng SEA Games. Trong trận bán kết với U23 Campuchia 3 năm về trước, Nguyễn Văn Toản ở cuối trận còn cản phá một quả penalty. Và giờ tất cả chúng ta sẽ cùng đến với lễ khánh quốc ca của Malaysia và Việt Nam. Xin mời toàn thể quý vị đứng dậy làm lễ chào cờ. Quốc ca Malaysia. Chắc hẳn trong mỗi chúng ta đều cảm thấy rất xúc động khi quốc ca của Việt Nam được vang lên. Một bầu không khí rất tuyệt vời và hy vọng rằng đó sẽ là sức mạnh để các cầu thủ chúng ta bước vào trận đấu ngày hôm nay gặp đối thủ cũng rất giàu tham vọng và trẻ trung U23 Malaysia. Chúng ta đã thấy đội hình của U23 Malaysia ngày hôm nay. Huấn luyện của họ, ông Brad Malani, thay đổi khá nhiều, đặc biệt muốn tạo ra một hệ thống chắc chắn hơn. Đây là lá cờ quen thuộc đã xuất hiện ở trên khán đài của sân Việt Trì trong suốt những ngày vừa qua và trở thành một nguồn động lực lớn lao dành cho đội tuyển U23 Việt Nam trong những trận đấu vòng bảng tại sân vận động này.
Điều khiển trận đấu ngày hôm nay là trọng tài Ferhat Tawil, người Syria. Đội trưởng của đội tuyển U23 Việt Nam là Đỗ Hồng Dũng, còn đội trưởng của U23 Malaysia là số 7 Mohammed bin Hamadi. Còn đây là sự xuất hiện của cậu bé Dạ Hưng. Dạ Hưng đã vượt qua hàng nghìn ứng viên để trở thành người có vinh dự trao bóng cho tổ trọng tài điều khiển trận đấu này. Dạ Hưng đã từng đạt kỷ lục tâng bóng 2.800 lần và được David Beckham hết sức khen ngợi. Một trận đấu đặc biệt đầy ý nghĩa với nhiều cầu thủ Việt Nam và với Dạ Hưng. Chúng ta đến với hình xuất phát của đội tuyển U23 Việt Nam trong trận đấu ngày hôm nay. Trần Dương Thành là Nguyễn Văn Toàn. Các cầu thủ tiếp theo còn có số 2 Lê Văn Xuân, số 3 Vũ Tiến Long, số 4 Nguyễn Thanh Bình, số 5, số 7 Lê Văn Đô, số 9 Nguyễn Tiến Linh, số 10 Lý Công Hoàng Anh, số 14 Nguyễn Hoàng Đức, số 16 Đỗ Hồng Dũng, số 17 Nhâm Thành Dũng và số 20 Bùi Hoàng Việt Anh. Huấn luyện viên trưởng của đội tuyển U23 Việt Nam là ông Park Hang-seo. Như vậy nếu so với đội hình ở trận đấu rất quan trọng gặp U23 Myanmar thì ngày hôm nay đội bóng của chúng ta chỉ có một sự thay đổi, đó là Phan Tuấn Tài nhường vị trí cho Lê Văn Xuân. Hoàng Đức đã được nghỉ trọn vẹn trong trận đấu với U23 Timor Leste. Còn thủ môn Nguyễn Văn Toản thì vẫn được giữ trong khung thành ở trận đấu đó với hy vọng tạo cảm giác tốt nhất. Một trận đấu đặc biệt của Đỗ Hùng Dũng, của Nguyễn Hoàng Đức, của Nguyễn Tiến Linh và các cầu thủ U23 Việt Nam. Hy vọng rằng tất cả các cầu thủ chúng ta bước vào trận đấu này với trái tim nóng và cái đầu lạnh. Thanh Bình đã trở lại. Thanh Bình cũng đã trở lại trong đội hình xuất phát và là người thi đấu ngay phía trước của thủ môn Văn Toàn. Hiệp một trận đấu giữa hai đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Malaysia đã được bắt đầu. Ở trong hiệp đấu này, đội bóng của chúng ta trong bộ trang phục màu đỏ bảo vệ khung thành ở phía bên tay phải màn hình của quý vị. Đây là Vũ Tiến Long, Lê Văn Xuân. Ngày hôm nay trong đội hình của U23 Malaysia không có cầu thủ mang áo số 9 Hadi Abdul Razak, người đã ghi được 2 bàn. Một pha bóng đầy táo bạo của cầu thủ U23 Việt Nam, có lẽ là của Bùi Hoàng Việt Anh. Ở cúp quốc gia năm nay thì Bùi Hoàng Việt Anh cũng đã để lại dấu ấn với một bàn thắng khó tin. Một bàn thắng được ghi từ rất xa. Trước các đội tuyển Malaysia, chúng ta đã từng nhiều lần ghi bàn từ những cú sút xa đẹp mắt. Chẳng hạn như tại AFF Cup 2010 thì Thành Lương đã có một bàn thắng ngoạn mục như vậy. Hay tại trận bán kết của SEA Games năm 2003 thì Quốc Vượng cũng đã một ghi một bàn thắng đẹp mắt. Và tất nhiên chúng ta không thể quên khoảnh khắc Vũ Phong trong trận đấu ở vòng bảng của AFF Cup 2008. Đó là trận thắng cực kỳ quan trọng của đội tuyển Việt Nam trên hành trình đăng quang. Pha xử lý của Vũ Tiến Long. Sự xuất hiện của Vũ Tiến Long ngày hôm nay cho thấy huấn luyện viên Park Hang-seo đang hướng tới một sự chắc chắn khi ông đánh giá rất cao hàng công đã ghi 9 bàn của đội tuyển U23 Malaysia. Đây là ông Maloney, huấn luyện viên trưởng của đội tuyển U23 Malaysia. Ông Maloney là người Australia và bóng đá Malaysia. Sau khi đã thành công với những huấn luyện viên nội như Ratchagopan, Tan Chan Hue hay ông Kim Sue thì giờ họ đang hướng tới những huấn luyện viên ngoại. Đây là Mahadi, người rất quan trọng của U23 Malaysia, người đã nghỉ ở trận đấu với U23 Campuchia. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã có những thống kê, những con số về hai cầu thủ ngoại, hai cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài của U23 Malaysia, đó là Hakim Lukman và Razak. Nhưng ngày hôm nay thì trời có Hakim Lukman là đá chính. Đường chuyền của Việt Anh. Bóng đi hơi mạnh so với Tiến Linh có mặt ở trong khu vực 10, 6m50. Cú chào bóng của Lê Văn Đô. Cho đến lúc này thì hai cầu thủ đá biên của chúng ta, Lê Văn Đô bên phía cánh phải và Lê Văn Xuân ở bên phía cánh trái,
để lại rất nhiều dấu ấn trong những bàn thắng của chúng ta. 5 trong 6 bàn thắng của chúng ta có dấu ấn của những cầu thủ chạy biên này. Cầu thủ chúng ta pressing tầm cao. Lê Văn Đô là một trong những chân truyền hay nhất của U23 Việt Nam tại SEA Games lần này. Anh đóng góp rất nhiều vào những trận đấu quan trọng của đội tuyển U23 Việt Nam tại SEA Games 31. Pha xử lý cực kỳ ấn tượng của Lê Văn Xuân. Pha bóng vừa rồi, động tác qua người của Lê Văn Xuân là rất hay, nhưng đường truyền lại không chính xác. Điều đó cho thấy rằng chúng ta trong một bầu không khí và với rất nhiều cầu thủ lần đầu đá một trận bán kết như thế này, cần có một trạng thái bình tĩnh hơn. Pha xử lý tốt của Thanh Bình. Rất hay. Đường truyền của Lý Công Hoàng Anh. Tiến lên. U23 Malaysia là một đội bóng rất giàu về mặt thể lực. Ở trong những trận đấu với các đối thủ ở vòng bảng như là U23 Thái Lan hay là U23 Singapore thì họ cho thấy được khả năng chơi bền bỉ và đã có những cuộc ngược dòng sau khi để cho đối thủ dẫn trước. Đội bóng này thường đá với sơ đồ 3-4-3. Nhưng rất có thể ngày hôm nay hai cầu thủ thường xuyên đá biên sẽ được kéo xuống đá thấp hơn. Cho đó bên phía cánh phải là Chang Junho và bên phía cánh trái là Bin Mamat. Các cầu thủ chúng ta vẫn tích cực áp sát ngay bên phần sân của đối phương. Đây là Nick Mat. Pha xử lý khôn ngoan của Tiến Long. U23 Malaysia vẫn đang chơi theo một phong cách quen thuộc như ở vòng bảng. Các vị trí trên sân của họ, đặc biệt là số 10 Lukman Hakim, di chuyển không bóng một cách liên tục. Rất nhiều những bàn thắng của Malaysia được ghi ở vòng bảng. Họ đã có 9 bàn ở vòng bảng đến từ những pha phối hợp bằng những đường truyền xẻ nách như vậy dành cho các cầu thủ chạy chỗ. Đội bóng này ghi được 9 bàn nhưng cũng thủng lưới 6 bàn. Đó là một tình huống phòng ngự thành công của Thanh Bình. Một tác động vừa phải để khiến cho Lukman Hakim, niềm hy vọng của bóng đá Malaysia, không thể giữ được trụ trong tình huống xử lý vừa rồi. Lukman Hakim rất quan trọng, nhưng chúng ta thấy kể từ đầu trận đấu đến giờ thì cầu thủ áo số 7 Bin Mahdi luôn là người cầm nhịp lối chơi, tích cực di chuyển, và đó chính là tác giả của những đường chuyền bóng vào khoảng trống giữa các cầu thủ phòng ngự của chúng ta. U23 Malaysia gây sức ép rất lớn ở ngay bên phía phần sân của đội tuyển U23 Việt Nam. Đường chuyền của Hùng Dũng. Ở trận đấu đầu tiên gặp Thái Lan thì Murat đá ở vị trí bên phía cánh phải, vị trí mà Chang Junho đang thi đấu. Sau đó anh gặp phải một chấn thương rất nặng, được đưa thẳng tới bệnh viện. Và cầu thủ này mới trở lại, nhưng ngày hôm nay đang được xếp đá ở vị trí tiền vệ trung tâm. Lý Công Hoàng Anh. Đường chuyền của Vũ Tiến Long. Trong 4 trận đấu ở vòng bảng thì trận nào U23 Malaysia cũng để lọt lưới. Họ thắng U23 Thái Lan 2-1, thắng U23 Lào 3-1 và kết thúc vòng bảng với 2 trận hòa liên tiếp với tỷ số 2 đều trước U23 Singapore và U23 Campuchia. Trận
Trong khi đó thì đội bóng của chúng ta đã trở thành đội đầu tiên trong lịch sử giữ sạch lưới ở vòng bảng và tiến vào vòng bán kết của một kỳ SEA Games. Đường chuyền của Mahdi, chúng ta thấy sự lợi hại của đội trưởng U23 Malaysia. Đây chính là điểm xuất phát trong những đường chuyền có tính quyết định của U23 Malaysia. Mahdi cực kỳ quan trọng trong lối chơi và cách vận hành trận đấu của U23 Malaysia. Họ gây sức ép lớn đối với các cầu thủ nhận bóng chúng ta ở khu vực giữa sân. Lê Văn Xuân, Hoàng Đức đối mặt với Mahdi, vai trò của Hoàng Đức hay của Đỗ Hùng Dũng càng trở nên quan trọng hơn. Từ đầu trận đến giờ thì Hoàng Đức chơi rất thấp và ngay sát với bộ ba cầu thủ phòng ngự ở bên phần sân nhà. Có lẽ là ban huấn luyện muốn Hoàng Đức không phải nhận những tình huống vào bóng quyết liệt của cầu thủ đối phương và có thể tận dụng những khoảng không gian mà Hoàng Đức có được để phát triển bóng lên phía trên. Quả đá phạt góc cho chúng ta. Cheng Junho là người đã mắc lỗi để dẫn tới quả penalty trong trận đấu với U23 Campuchia. Lê Văn Xuân đã từng thực hiện một quả đá phạt góc và mang tới cho chúng ta bàn thắng khi Hồ Thanh Minh đánh đầu. Chúng ta đã khai thông được những khó khăn trong những tình huống cố định và giờ chúng ta lại mở ra những hy vọng ở phút thứ 10 khi giờ đã có những cầu thủ có chiều cao tốt hơn và đánh đầu rất hay. Lê Văn Xuân. Một ý đồ chuyền bóng của Lê Văn Xuân đưa bóng thoát ra khỏi khu vực tập trung đông các cầu thủ áo vàng để cho Bùi Hoàng Việt Anh băng lên ở phía cột xa. Ở trận bán kết đầu tiên của môn bóng đá nam thì U23 Thái Lan đã phải rất vất vả mới có thể vượt qua U23 Indonesia trong một trận đấu có tới 4 thẻ đỏ. Lê Văn Xuân lập tức có một cầu thủ áo vàng áo sát. Vũ Tiến Long. Thêm một pha áp sát nữa của cầu thủ U23 Malaysia. Đó là lối chơi mà chúng ta đã được nhìn thấy ở U23 Malaysia ở các trận vòng bảng. Đội bóng này chơi mạnh mẽ. Pha áp sát của Bin Mamat. Vũ Tiến Long. Hoàng Đức. Bùi Hoàng Việt Anh. Lê Văn Đô. Đường chuyền của Lê Văn Đô. Bóng hướng tới vị trí của Tiến Linh. Hợp lý. Lê Văn Xuân. Quả đá biên cho đội bạn. Pha xử lý quá hay của Hoàng Đức. Như đã rất nhiều lần nói, muốn lấy bóng được trong chân của Hoàng Đức thì chỉ có một cách duy nhất là phạm lỗi với số 14 của chúng ta mà thôi. Đây là sự cổ động mà các cổ động viên đang dành cho U23 Việt Nam. Đường chuyền nhanh của Hoàng Đức dành cho Tiến Linh. Hoàng Anh. Ở bên phần sân nhà chúng ta vẫn còn cả Tiến Long và Thanh Bình. U23 Malaysia đang dùng rất nhiều những đường chuyền dài từ phía dưới lên cho các cầu thủ ở tuyến trên hoạt động độc lập. Hoàng Đức vẫn đang chơi thấp. Sau diễn biến của khoảng 13 phút đã qua thì huấn luyện Park Hang-seo đã phải trao đổi với các trợ lý và có thể sẽ có những thông điệp dành cho các cầu thủ trên sân.
trước lối đá chịu khó áp sát của cao thủ áo vàng. Đó vẫn là một đường chuyền dài từ phía dưới lên dành cho Lukman Hakim. Còn đây là Bin Ahmad, rất mạnh mẽ. Nhưng đó là tình huống mà Bùi Hoàng Việt Anh đã xử lý chính xác. Đó là một sự chững chạc đến tuyệt vời của Bùi Hoàng Việt Anh. Cứ bóng thành công. Nhập Mạnh Dũng. Tiến lên. Không được. Những khoảng trống là rất ít ỏi và thời gian xử lý cũng không có nhiều, đòi hỏi các cầu thủ sẽ phải đưa ra những quyết định thật nhanh. Đó là điều mà Nhâm Mạnh Dũng vừa thực hiện trong một nỗ lực chuyền bóng cho Tiến Linh. Đó có lẽ cũng là lợi thế để Nhâm Mạnh Dũng được huấn luyện viên Park Hang-seo lựa chọn đá cặp cùng Tiến Linh trong những trận cầu quan trọng. Nhâm Mạnh Dũng là một mẫu cầu thủ thi đấu càn lướt, tích cực di chuyển và tạo ra được nhiều không gian cho các đồng đội. Lý Công Hoàng Anh. Hợp lý. Vũ Tiến Long. Cú bóng cho Đỗ Hùng Dũng. Bước một hay. Không được. Khả năng chiếm không gian của Đỗ Hùng Dũng trong tình huống vừa rồi là rất tốt. Đỗ Hùng Dũng đã phải di chuyển trong một bối cảnh mà cả Nhâm Mạnh Dũng và Tiến Linh đều đang bị kèm chặt. Chúng ta cần những pha bóng an toàn hơn. Mười lăm phút của hiệp một trận đấu bán kết môn bóng đá nam tại SEA Games 31 và tỷ số vẫn đang là không đều. Đúng là một trận bán kết. Hai đội bóng đều đang thể hiện một lối chơi chặt chẽ, đặc biệt là U23 Malaysia. Và lúc này sự tập trung là điều mà chúng ta có thể nhìn thấy và cảm nhận được ở trong từng pha bóng ở trên sân. Hoàng Đức, Lê Văn Đô, Hoàng Đức, đường chuyền, lỗi việt vị đối với Tiến Linh. Những quả treo bóng như vừa rồi xuất hiện tương đối nhiều ở trong những phút đã qua của trận đấu. Những quả treo bóng để giúp cho các cầu thủ chạy chỗ, vượt qua được hàng phòng ngự răng ngang của đối phương. Không thành công trong tình huống vừa rồi, nhưng đó là một cách phát triển hay của cầu thủ 23 Việt Nam. Chúng ta có những tiền vệ có khả năng chuyền bóng tốt. Một tình huống áp sát của Đỗ Hùng Dũng, nhưng phải nói là cầu thủ 23 Malaysia vẫn duy trì được một sự tỉnh táo cần thiết. Quả đá phạt góc cho U23 Malaysia. Trợ lý Đức Cảnh đang truyền đạt sự chỉ đạo của ban huấn luyện. Đó là sự tập trung. Mahadi là người thực hiện quả đá phạt góc. Đó là Nhâm Mạnh Dũng. Cú đá là của Murat. Văn Toản đã bắt chính xác trong tình huống này. U23 Malaysia sút xa rất nhiều vòng bảng và vừa rồi thì cầu thủ của họ cũng đã cho thấy khả năng này. Nhưng đây vẫn đang là tình huống mà Văn Toản cần có được để tạo dựng sự tự tin của mình trong rất nhiều những pha dứt điểm có thể là sẽ đến ở trong trận đấu ngày hôm nay. Có Nhâm Mạnh Dũng, khi tấn công chúng ta có hai tiền đạo, nhưng khi phòng ngự chúng ta lại có thêm một trung vệ, một cầu thủ có thể đá được cả hai vị trí, trung vệ tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng. Mahadi.
Đó là một sự bọc lót cho nhau cần thiết giữa Hoàng Đức và Lê Văn Xuân. Thanh Bình. Một lần nữa thì bóng lại qua chân Hoàng Đức, người đang làm nhiệm vụ đạo diễn trận đấu ngày hôm nay cho đội tuyển U23 Việt Nam. Lê Văn Đô. Việt Anh. Hoàng Đức. Một đường phát triển bóng sang bên phía cánh trái dành cho Tiến Long. Lê Văn Xuân. Lê Văn Xuân. Lê Văn Xuân. Hợp lý. Đây là Lê Văn Đô. Lê Văn Đô chân trái. Đội bạn lấy cả thân mình ngăn cản cú đá của số 7 bên phía U23 Việt Nam. Đó là một tình huống mà cầu thủ chúng ta đã đi bóng sọc thẳng vào trung tâm hàng phòng ngự của đối phương. Các cầu thủ U23 Malaysia dường như đã lùi về để nghĩ rằng sẽ có một đường bóng xuống biên, nhưng Lê Văn Xuân đã tạo ra bất ngờ. Vũ Tiến Long rất tốt. Hoàng Đức. Lê Văn Đô. Lê Văn Đô. Đó là Lê Văn Xuân ở trong tình huống đi bóng bên phía cánh trái của đội tuyển U23 Việt Nam. Hoàng Đức. Mahdi đúng là một cầu thủ rất quan trọng, nhưng cú đẩy bóng cuối của đội trưởng U23 Malaysia đã bị ngăn cản bởi Vũ Tiến Long. Lỗi của Lê Văn Đô. Ngày hôm nay thì đội bóng của ông Brad Maloney đang chơi với một đội hình thấp hơn hẳn so với những trận đấu ở vòng bảng. Trang Xuân Hồ cao tới 1m88. Khi mà Mahdi dâng cao thì Nick Mat và Murat số 6 và số 8 sẽ là những người tạo ra một lớp phòng ngự khác cao hơn cho U23 Malaysia. Tiến Linh. Hoàng Đức. Lý Công Hoàng Anh. Đội bạn lùi về cũng rất nhanh. Lê Văn Xuân. Hợp lý. Lê Văn Đô. Cú chạm bóng của Lê Văn Đô. Bùi Hoàng Việt Anh. Động tác tung người móc bóng của Tiến Linh. Liên tục là những quả chạm bóng từ bên phía cánh phải. Và tiếp tục Lê Văn Đô số 7 đang nhận bóng. Và tiếp tục một quả chuyền nước bên trong. Hoàng Đức. Bây giờ thì bóng đang chủ yếu lăn bên phía phần sân của đội tuyển U23 Malaysia. Tiến Long cũng đang có cơ hội để dâng cao. Với cách sắp xếp đội hình như thế này của U23 Malaysia thì đội tuyển U23 Việt Nam đang tiếp tục phải đối mặt với một bài toán phòng ngự. Và hy vọng rằng những gì mà chúng ta đã trải qua trong các trận đấu gặp U23 Philippines hay U23 Myanmar vòng bảng sẽ mang đến những sự hiểu biết và những ý tưởng dành cho đội tuyển U23 Việt Nam để phá vỡ thế trận phòng ngự này của đối phương. Hoàng Đức. Nhâm Mạnh Dũng. Hoàng Đức vẫn đang là cầu thủ giữ nhịp lối chơi cho U23 Việt Nam.
Đỗ Hùng Dũng. Hoàng Đức. Ngày hôm nay ba trung vệ của U23 Malaysia là Rusmini, Khalili và Akfa. Và họ sẽ xếp hai cầu thủ hậu vệ biên, Chang Junho ở bên phía cánh phải và Bin Mamat ở bên phía cánh trái. Chưa có một cơ hội đáng kể nào được hai bên tạo ra. Đây đang là một thế trận chặt chẽ và đây đang là một thế trận nằm trong dự đoán của rất nhiều những chuyên gia bóng đá trước khi cuộc so tài này diễn ra. Đúng là như vậy, vì đây là một trận đấu ở vòng đấu loại trực tiếp và không có chỗ cho sai lầm. Đường chuyền của Hoàng Đức. Nhắm mạnh vô. Nó vẫn hơi sâu. Đó là một đường chuyền sáng tạo của Hoàng Đức và cho thấy được khả năng quan sát của cầu thủ này. Nhưng Mạnh Dũng đã rất tiếc nuối khi không đón được bóng trong đường chuyền vừa rồi. Tiến Linh và Nhâm Mạnh Dũng đang cố gắng hoạt động rộng và phối hợp không ăn ý giữa Bùi Hoàng Việt Anh và Lê Văn Đô. Hai tiền đạo của chúng ta đang cố gắng hoạt động rộng nhưng vẫn có một tiền đạo sẵn sàng trở thành mục tiêu của những đường chuyền, có thể là những đường chọc khe và cũng có thể là những đường chuyền dài. Pha xử lý hay của Thanh Bình. Thanh Bình đã được nghỉ ngơi trong trận đấu với U23 Timor Leste. Hôm nay thì chúng ta đang được kiểm chứng khả năng hỗ trợ phòng ngự của Lê Văn Đô. Ở những trận đấu trước, phần lớn những đối thủ của chúng ta chỉ tập trung vào khâu phòng ngự nên chúng ta vẫn chưa có nhiều cơ hội kiểm chứng khả năng phòng ngự của hai cầu thủ đá biên. Và đây sẽ là một trận đấu khác. Tiến Long, Hùng Dũng. Các cầu thủ của chúng ta đang cố gắng chuyền bóng và chờ đợi những khoảng trống để cầu thủ phía trên khai thác. Rất tốt. Tiến lên. Không vào. Chưa có bàn thắng mở tỷ số dành cho U23 Việt Nam ở trong một pha bóng hay vừa rồi. Người đường chuyền thực hiện đường chuyền là Nhâm Mạnh Dũng. Hai tiền đạo của U23 Việt Nam đã có một pha phối hợp tốt. Ta đang theo dõi lại tình huống mà tất cả có lẽ đã đứng cả dậy. Nhưng bóng vẫn không đi vào trong khung thành. Bùi Hoàng Việt Anh và Thanh Bình đang làm tốt trong việc ngăn chặn những quả bóng bổng từ phía dưới lên. Tiến Long, Lê Văn Xuân, Hoàng Đức vẫn đang là người chơi thấp nhất trong các tiền vệ của đội tuyển U23 Việt Nam. Lê Văn Đô, Hoàng Đức, Tiến Long,
rất đông các cầu thủ áo vàng ở phía trước khung thành của thủ môn Bin Afghani. Lê Văn Đô, vẫn là Lê Văn Đô, không được. Chúng ta đang theo dõi lại đường truyền của Nhâm Mạnh Dũng. Tiến Linh đã đánh bại được thủ môn Ghani rồi, và đó là sự tiếc nuối của huấn luyện viên Park Hang-seo. Nhìn chung thì cách chơi của U23 Việt Nam đến lúc này là tương đối đa dạng. Tấn công biên có, tạt bóng bổng có, đánh trung lộ có. Có lẽ điều chúng ta đang thiếu là những tình huống đã nhiều lần chúng ta thành công, đưa quả bóng xuống sát đáy sân rồi căng ngang hoặc truyền ngược trở ra. Nhưng hệ thống phòng ngự của đội bạn vẫn đang duy trì được một số lượng cần thiết, cho nên thực hiện mục đích này là không dễ. Ít nhất thì khả năng kiểm soát bóng của đội tuyển U23 Việt Nam vẫn đang được duy trì. Trong khi đó ở khu vực phòng ngự thì Thanh Bình vẫn đang là một chốt chặn chơi ổn định. Đội bạn đang chơi với hai tiền đạo đó là Lukman Hakim và Amas Asri. Cả Lukman Hakim và Asri bên cạnh những cầu thủ tấn công khác của U23 Malaysia đều có xu hướng tranh thủ bóng để thực hiện những quả đột phá. Luôn là Mahadi thực hiện những quả đá phạt góc. Quả đá hỏng của đội trưởng U23 Malaysia. Với một đội bóng đang chơi phòng ngự như cách chỉ đạo của ông Brad Maloney thì họ rất muốn tận dụng tốt những tình huống cố định như vừa rồi. Và vừa rồi là quả đá phạt góc thứ hai của U23 Malaysia. Pha chuyền bóng mới đây của Nhâm Mạnh Dũng đã giải thích vì sao mà cầu thủ áo số 17 đang chơi bóng cho câu lạc bộ Viettel được xếp đá cặp tiền đạo với Tiến Linh. Quả phát bóng tốt của Văn Toàn để tạo cơ hội cho Lê Văn Đô kiến tạo. Hoàng Đức, Hùng Dũng. Hay, xử lý tốt, pha xử lý của Tiến Long. Hoàng Đức. Từ đầu trận đến giờ thì đó có lẽ là lần đầu tiên mà Hoàng Đức thiện một quả đột phá. U23 Malaysia đã có sự nghiên cứu kỹ đội bóng của chúng ta, và họ luôn dành cho những cầu thủ quan trọng của U23 Việt Nam những sự chăm sóc đặc biệt. Đó là cách mà Tiến Linh đang chơi thấp hơn, Hùng Dũng thì cố gắng hoạt động rộng. Hùng Dũng, Hoàng Đức, chính xác, Tiến Linh, vẫn là quyền kiểm soát bóng của đội tuyển U23 Việt Nam. Lê Văn Đô, Lý Công Hoàng Anh, rất hay Tiến Linh. Đó là pha bỏ bóng rất đặc biệt của Đỗ Hùng Dũng. Và chúng ta thấy được sự bọc lót cho nhau trong tình huống vừa rồi, và phối hợp tốt giữa Thanh Bình và Lê Văn Xuân. Dù đang kiểm soát bóng và nỗ lực chơi tấn công, nhưng U23 Việt Nam cũng rất cẩn trọng mỗi khi mà đối phương có bóng phản công. Lê Văn Xuân, đường truyền của Lý Công Hoàng Anh, Việt Anh, Hoàng Đức. Đó là cách mà đội tuyển U23 Việt Nam đang sử dụng với những đường truyền vượt tuyến của Hoàng Đức để cho các cầu thủ từ phía dưới băng lên. Còn đây là tình huống mà Tiến Linh đã xử lý một chạm, nhưng cầu thủ của Malaysia đã nhanh hơn số 9 của chúng ta trong tình huống vừa rồi.
Trước đó là một tình huống bỏ bóng cũng rất hay của Đỗ Hùng Dũng. Một trận bán kết thì không bao giờ là dễ dàng cả. Và chúng ta đang cảm nhận được những thách thức không hề nhỏ mà đối thủ U23 Malaysia mang lại. Bóng chạm tay của cầu thủ bên phía U23 Malaysia. Đó là Lukman Hakim. Lukman Hakim đã ghi được 3 bàn cho U23 Malaysia tại giải lần này. Bùi Hoàng Việt Anh, Lê Văn Đô, tất cả những trận đấu của U23 Việt Nam đến lúc này đều là những trận đấu mà chúng ta phải so kè với những đối thủ chơi thiên về phòng ngự. Tiến Long, đội tuyển U23 Việt Nam vẫn đang kiểm soát thế trận. Chúng ta đang đưa bóng sang hai bên. Một cuộc đấu trí thực sự giữa huấn luyện viên Brad Maloney và huấn luyện viên Park Hang-seo. Ông Brad Maloney chỉ dẫn dắt đội tuyển U23 Malaysia, còn dẫn dắt đội tuyển quốc gia nước này đang là ông Kim Bangon. Cho đến thời điểm này thì hàng phòng ngự của chúng ta vẫn đang được đảm bảo tốt. Các cầu thủ ở tuyến trên cũng thường có xu hướng lui về để tham gia hỗ trợ phòng ngự. Và đó là một sự hỗ trợ luôn rất kịp thời. Các cầu thủ tấn công cũng phải lui về thật nhanh để hỗ trợ hàng phòng ngự. Còn những người đá hàng phòng ngự thì sẽ phải đảm bảo một sự chắc chắn cần thiết. Và đây là lý do mà Tiến Long được sử dụng. So với Phan Tuấn Tài thì Vũ Tiến Long ít có thiên hướng dâng cao hơn. Đây là lần thứ 3 mà các đội tuyển bóng đá của Việt Nam và Malaysia so tài với nhau ở bán kết của một kỳ SEA Games. Ở hai lần trước thì chúng ta đều thắng rất kịch tính. Một lần với tỷ số 4-3 vào năm 2003 và 2 năm sau đó thì chúng ta đã thắng 2-1 trước đội tuyển của Malaysia. Và kể từ khi Olympic Hangzhou đến dẫn dắt các đội bóng Việt Nam thì những cuộc đối đầu cấp độ tuyển quốc gia giữa chúng ta và Malaysia cũng là những cuộc đối đầu rất hay. Đội bạn có thiên hướng tập trung nhiều vào cánh phải của chúng ta với những người chơi chân trái hay như Mahadi hay Hakim Lukman. Bây giờ thì Nick Mat sẽ đá phạt góc chứ không phải là Mahadi. Và kiểu đá cũng khác, Văn Toản đã băng ra. Murat. Sẽ có quả đá phạt góc tiếp theo dành cho U23 Malaysia.
Văn Toản đang có những quyết định ra vào chính xác. Ninh Mát đá cả những quả bên phía cánh phải. Không có gì khó khăn. Văn Toản đã kiểm soát trọn cái bóng trong đôi tay của mình. Trong hai quả đá phạt góc của mình thì Ninh Mát đã chọn hai kiểu đá khác nhau. Một lần bóng bổng và lần vừa rồi là quả bóng ở tầm thấp để cho cầu thủ đồng đội chạy cắt mặt dứt điểm. Đó là Khalili, người trận đấu với U23 Campuchia được mang bằng đội trưởng. Đúng là một trận đấu knockout và các huấn luyện viên đều có rất nhiều những tính toán khác nhau. Lý Công Hoàng Anh. Thêm một lần nữa thì bóng được chuyển sang bên phía cánh phải cho Lê Văn Đô. Việt Anh. Rất tốt. Lê Văn Đô. Chính xác. Hùng Dũng. Đó là một khoảng không gian hoạt động người yêu thích của Đỗ Hùng Dũng. Và đây là Hoàng Đức. Cú đá bất ngờ về phía khung thành của thủ môn Afghani. Thay vì thực hiện một pha phối hợp với Lê Văn Xuân ở bên phía cánh trái, Hoàng Đức đã quyết định sút ngay. Khí rất tuyệt vời từ sân vận động Việt Trì. Có lẽ là một tình huống va chạm giữa Khalili và Tiến Linh. Đỗ Hùng Dũng, Bùi Hoàng Việt Anh. Hợp lý. Lý Công Hoàng Anh. Không có cơ hội để đi bóng sát xuống đáy sân. Lê Văn Đô. Điền Linh. Áp sát. Cầu bóng. Vừa rồi thì Tiến Linh lại có thêm một cơ hội nữa để anh nghĩ đến việc làm tung lưới khung thành của U23 Malaysia. Không phải là không có những khe hở nơi hàng phòng ngự đông người của U23 Malaysia, mà đây là một tình huống điển hình. Pha bóng vào cực kỳ rung mạnh sau đó là của Nhâm Mạnh Dũng. Nhưng trước đó chúng ta nói đến pha phối hợp này khi Tiến Linh được trao cơ hội. Trước sự vây giáp của đối thủ thì bên phía cánh phải Lý Công Hoàng Anh và Lê Văn Đô vẫn tìm được thấy nhau. Và lựa chọn này của Lê Văn Đô là hợp lý lắm rồi. Danh Gani chơi tập trung. Nhưng cú dứt điểm của Tiến Linh phải nói là chưa đủ hiểm. Chính Đỗ Hồng Dũng là người đã ghi bàn sau một pha bóng kiểu như vậy khi anh nhận được đường truyền từ bên phía cánh phải của Lê Văn Đô ở vòng bảng. Cơ hội rõ rệt đầu tiên trong trận đấu này mà chúng ta có được. Một trận chiến tiêu tốn rất nhiều thể lực của cầu thủ hai bên. Đội bóng của chúng ta chưa một lần ghi bàn trong hiệp 1 tại giải đấu năm nay.
Trong một trận đấu kiểu như thế này thì kinh nghiệm của Hùng Dũng, của Tiến Linh hay là của Hoàng Đức có thể được coi là một yếu tố ý nghĩa đối với đội tuyển U23 Việt Nam khi đối mặt với một đội bóng trẻ dồi dào về mặt năng lượng như các cầu thủ U23 Malaysia. Và một yếu tố khác cũng cần thiết, đó là sự kiên trì với lối chơi. Không được. Và phối hợp nhanh của Tiến Linh với đồng đội nhưng không thành công. Lỗi của Lukman Hakim với Bùi Hoàng Việt Anh. Đó là một pha xử lý rất khôn khéo của trung vệ áo số 20. Di chuyển và có lẽ chính Bùi Hoàng Việt Anh cũng là đạo diễn cho tình huống mà cầu thủ đối phương có thể bị thổi phạt bất kỳ lúc nào. Đây là một thời điểm nhạy cảm của hiệp đấu đầu tiên. Một thi đấu chính thức cuối cùng. Ở hiệp đấu này thì những đợt tấn công của chúng ta chủ yếu xuất phát từ bên phía cánh phải. Và cơ hội nguy hiểm nhất cho đến thời điểm này mà U23 Việt Nam có được cũng xuất phát từ bên phía cánh phải. Hoàng Đức, Lê Văn Đô, Hoàng Đức, cú sút không vào. Hoàng Đức là một dạng cầu thủ mà không cần quá nhiều đà nhưng anh cũng có thể thực hiện những quả sút bóng với lực căng. Chúng ta đang được theo dõi lại những góc máy khác nhau về tình huống dứt điểm của tiền vệ mang áo số 14 bên phía đội tuyển U23 Việt Nam. Tiến Linh, Lý Công Hoàng Anh, Hoàng Đức, Lê Văn Đô. Đây có thể là pha lên bóng cuối cùng của hiệp đấu đầu tiên. Hợp lý, Lý Công Hoàng Anh tăng tốc. Quả đá phạt góc cho U23 Việt Nam. Một tình huống làm khơi dậy những âm thanh sôi động trên các khán đài tại sân Việt Trì. Những giây cuối cùng của hiệp 1 và đội tuyển U23 Việt Nam được hưởng một quả đá phạt góc. Trang Jun Ho, người cao 1m88 được giao theo sát với Tiến Linh. Nhưng chúng ta vẫn còn những cầu thủ có khả năng đánh đầu tốt khác. Hoàng Anh! Lý Công Anh! Đó là tình huống đáng chú ý cuối cùng của hiệp 1 trận đấu này. Một hiệp đấu chặt chẽ của trận bán kết 2 môn bóng đá nam tại SEA Games 31 giữa U23 Việt Nam và U23 Malaysia. Tỷ số của hiệp đấu đầu tiên là 0-0. Quý vị thân mến, ngay sau đây chúng ta sẽ tạm chia tay nhau trong ít phút và đến với phần bình luận giữa trận đấu của Đài Truyền hình Việt Nam trước khi trở lại với hiệp 2 tại sân Việt Trì. Một hiệp đấu với những khó khăn đã được dự báo từ trước với đội tuyển U23 Việt Nam.